11 kiểu tóc layer nam đình đám nhất hiện nay, cả học sinh lẫn người đi làm đều ưa chuộng. Một tóc layer NAM là gì? Nghĩa nguyên gốc của layer là sự sắp xếp chồng lên nhau bằng nhiều lớp. Theo đó, tóc tỉa layer nam là kiểu tóc được cắt thành nhiều tầng, nhiều lớp chồng lên nhau. Ngoài ra, phần tóc nằm ở hai bên mai, sau gáy thường không cắt quá sát. Ưu điểm nổi bật. Áp dụng cả cho tóc nam dài và tóc nam ngắn dễ dàng kết hợp với các kỹ thuật làm tóc đẹp khác tạo vẻ cá tính và tỏa sáng như những ngôi sao. Không kén dáng mặt, hầu như phù hợp hết với mọi phong cách, mọi dáng mặt. Hai các kiểu tóc layer NAM hot nhất hiện NAI. Một, kiểu tóc tỉa layer nam ngắn kiểu tóc này có đặc điểm là phần tóc mái hai bên được cắt tỉa gọn, còn tóc mái phía trước cũng được tỉa vừa phải để không tạo cảm giác bù xù. Không giống vẻ lãng tử của mái tóc dài, layer nam ngắn mang đến vẻ trẻ trung nhưng vẫn vô cùng lịch lãm và gọn gàng hơn. Thêm vào đó, việc chăm sóc kiểu tóc này rất đơn giản, gọn nhẹ, không mất quá nhiều thời gian để tạo kiểu. Không chỉ phù hợp với học sinh, mẫu tóc layer ngắn này cũng thích hợp cho dân văn phòng. Ngoài ra, để tạo phong cách lịch lãm và thu hút mọi ánh nhìn thì bạn có thể chọn những màu tóc nhã nhặn như xám khói, nâu vàng hoặc hơi uốn nhẹ phần mái để tạo điểm nhấn nhé. 2. Kiểu tóc tỉa layer nam dài. Tóc layer nam dài có đặc điểm là phần tóc được tỉa dài hai bên mai khiến bạn trở nên lãng tử hơn. Mẫu tóc này cũng đặc biệt thích hợp cho những chàng trai có khuôn mặt hơi bầu bĩnh bởi phần mái tỉa dài sẽ giúp cho gương mặt trở nên cân đối hơn. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn màu đen hay màu nâu hạt rẻ để kiểu tóc layer dài này ấn tượng hơn, đồng thời cũng phù hợp với các nam sinh. Bạn có biết nên để tóc ngắn hay tóc dài để dễ phát tài phát lộc? 3. Kiểu tóc tỉa layer vuốt rối nếu muốn thoát khỏi sự nhàm chán, bạn hãy thử kiểu tóc tỉa layer vuốt rối này. Để tạo được kiểu tóc layer vuốt rối này thì đòi hỏi độ dài tóc của bạn cũng phải ở mức trung bình, không quá ngắn nhé. Bên cạnh đó, nếu chất tóc của bạn mỏng và thẳng thì cũng góp phần giúp kiểu tóc này được dễ dàng thực hiện hơn ấy. Mẫu tóc layer vuốt rối thích hợp với các bạn nam có gương mặt vuông, góc cạnh. Những lọn tóc được vuốt dựng sẽ giúp bạn trở nên năng động, cá tính hơn rất nhiều. 4. Kiểu tóc nam layer xoăn nhẹ Tóc layer xoăn nhẹ có đặc điểm là lọn tóc được uốn thô, xoăn nhỏ, kết hợp với độ dài qua tai sẽ mang đến cho bạn nam vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. 5. Tóc layer nam mái thưa. Thường thì tóc mái thưa sẽ quen thuộc với nữ giới hơn. Tuy nhiên, nhờ bàn tay tài hoa của những nhà tạo mẫu tóc mà nam giới cũng có thể sở hữu mẫu tóc mái thưa đầy cá tính này. Bạn sẽ trở nên thật hiện đại, trẻ trung và đầy mạnh mẽ khi để kiểu tóc layer mái thưa này. 6. Tóc nam cạo hai bên tỉa layer mái ngố kiểu tóc này có phần tóc hai bên được cắt cạo Phần mái cũng được tỉa gọn gàng tạo cho nam giới sự trẻ trung, năng động. Có thể bạn chưa biết vì sao nên kiêng cắt tóc, đặc biệt là vào ngày đầu tháng đầu năm. 7. Kiểu tóc tỉa layer nam mặt tròn với bạn trai có gương mặt tròn, bầu bĩnh thường khá thiếu tự tin khi lựa chọn kiểu tóc layer. Thế nhưng, mẫu tóc này hoàn toàn phù hợp. Nó sẽ giúp bạn che đi phần khuyết điểm trên mặt, giúp khuôn mặt trở nên thon gọn và nhẹ nhàng hơn. 8. Kiểu tóc layer cho nam mặt dài mẫu tóc layer vuốt rủ này đặc biệt phù hợp cho các bạn nam có khuôn mặt dài. Khuyết điểm của vầng trán sẽ được che đi bởi những lọn tóc được cắt tỉa đan xen nhau. Bên cạnh đó, kiểu tóc này cũng ôm lấy hai bên má để giúp gương mặt trở nên tròn đầy hơn. 9. Tóc layer cho nam uốn nhẹ Tóc nam layer uốn nhẹ là một trong những kiểu tóc mới xuất hiện ở Việt Nam được đông đảo giới trẻ yêu thích. Kiểu tóc này giúp tôn lên vẻ đẹp trai phong cách độc đáo và cuốn hút mọi ánh nhìn được cắt sát hai bên và gáy, phần mái không để quá dài cắt layer kết hợp uốn nhẹ mang đến sự thoáng mát, gọn gàng và làm toát lên vẻ đẹp trai lãng tử, pha chút dễ thương nhưng vẫn giữ đủ vẻ nam tính vốn có của chàng. 10. Tóc layer cho nam cạo hai bên với mẫu tóc này, phần tóc hai bên và gáy sẽ được cắt tỉa gọn gàng, sát với mang tai tạo nên sự thanh thoát, nhẹ nhàng cho gương mặt của bạn. Phần tóc bên trên có thể để dài tự nhiên, vuốt xuống hoặc uốn xoăn nhẹ tùy vào từng sở thích của mỗi người. 11. Tóc nam cạo hai bên tỉa layer mái chéo kiểu tóc này sẽ giúp bạn trở nên trưởng thành hơn nhiều đấy.